Trước ồn ào Meghan Markle quát mắng nhân viên của công đường Kate, hai nàng dâu hoàng gia đã có động thái mới nhất. Hai nàng dâu hoàng gia đã không để câu chuyện cũ ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng mình. Mới đây, trong cuốn ký sự mới của tác giả Tom Quinn, được đăng nhiều kỳ trên Daily Mail, đã tiết lộ một số thông tin gây sốc về mối quan hệ căng thẳng giữa Meghan Markle với gia đình hoàng gia, đặc biệt là chị dâu Kate. Theo lời chia sẻ của một nhân viên cung điện, Meghan tỏ ra hắc dịch với các nhân viên và thậm chí còn quát mắng cả nhân viên của chị dâu Kate. Những xung đột, mâu thuẫn xảy ra khi Meghan không thể chấp nhận chuyện người mà cô kết hôn sẽ không trở thành vua. Trước những thông tin gây sốc của tác giả Tom Quinn, hai nàng dâu hoàng gia đã có những động thái mới nhất. Theo đó, công đương Kate đã thực hiện một cuộc video trực tuyến để gặp mặt online với y tá, bệnh nhân, bác sĩ trước tuần lễ nhận thức về sức khỏe tâm thần bà mẹ của Vương quốc Anh. Đặc biệt, nàng dâu hoàng gia đã gặp gỡ Rebecca Arquette, một bà mẹ vừa sinh con, để hỏi thăm quá trình sinh nở của cô, cũng như trao đổi về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Cả hai người phụ nữ đã có cuộc trao đổi vui vẻ và gần gũi. Công đương Kate xuất hiện giản dị và luôn nở nụ cười tươi tắn trên môi. Bà mẹ ba con vẫn miệt mài tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân nước Anh giữa dịch COVID-19, dù cả nhà Cambridge đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội, chủ yếu ở trong nhà. Trong khi đó, Meghan và Harry đang tham khảo một biệt thự gồm 6 phòng ngủ gần Pacific Palaces ở Los Angeles. Biệt thự sang trọng này có hồ bơi, rạp chiếu phim, một khu vườn rộng lớn và có cả khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Căn nhà này ước tính trị giá 13 triệu đô la Mỹ, hơn 300 tỷ đồng. Meghan dự định sẽ đưa mẹ về sống cùng với gia đình nhỏ của cô để hai người có thời gian bên nhau. Bà Doria hiện đang sống một mình và cả hai mẹ con họ chưa gặp nhau sau khi nhà Sussex sang Mỹ vì lệnh phong tỏa, rõ ràng. Cả hai nàng dâu hoàng gia đều đang tiếp tục triển khai những kế hoạch của riêng mình và không để tâm đến những ồn ào xung quanh. Nguồn: Daily Mail.